Hello, xin chào tất cả mọi người. Chào mừng cả nhà lại quay trở lại với kênh hàng nhật của em. À, một buổi tối chủ nhật và em sẽ giới thiệu một số cái sản phẩm đồ gia dụng cũng như là một vài chiếc túi sách khá là đẹp à, đến với anh chị. Hy vọng là cả nhà mình sẽ thích những cái món hàng trong video ngày hôm nay. À, và em xin nhắc lại cái số điện thoại của em có để bên dưới tiêu đề video cả nhà mình có thể kết bạn zalo hoặc là nhắn tin hoặc là gọi điện thoại cho em vào cái số điện thoại này để mà mình chốt món hàng mà mình ưng ý nhất và giá em báo trên video là giá chưa bao gồm phí vận chuyển nha anh chị không bao gồm phí vận chuyển và em sẽ nhận cọc hoặc nhận chuyển khoản sau đó em sẽ gửi hàng đi à, hy vọng là cả nhà mình sẽ thông cảm về cái việc bất tiện ở cái chỗ thanh toán này anh chị nha và nếu mà anh chị nào ở xa thì tại vì em gửi hàng từ cần thơ thì uh, nếu mà mình ở ngoài bắc hay là ngoài trung á thì uh, em gửi từ đây thì khoảng cả tuần nó mới tới hàng lận cho nên là nếu mà anh chị uh, muốn uh, mua món hàng đó mà nhận trước tết thì mình tranh thủ mình mua khúc này là em gửi đi uh, thì khoảng một tuần một tuần hơn nữa thì nó sẽ tới hàng còn nếu như mà sau đó nữa một hai tuần sau nữa thì gửi hàng đi chưa chắc là mình kịp xài trước tết nha anh chị uh, hy vọng là cả nhà mình uh, À, sẽ ủng hộ em à, những cái món hàng trong video này. À, đầu tiên à, trên bàn của em sẽ có một cái chiếc nồi đồng. Nồi đồng này là dùng để nấu lẩu và nó khá là xịn, à, nó rất là cao cấp luôn. Cái kiểu dáng à, kiểu nồi lẩu này thì hồi lâu lắm rồi em có bán được một cái nhưng mà cái size nhỏ hơn. À, cái nồi hôm nay là cái size nó to hơn nữa, size nó tới 24 cm và nó là hàng của nội địa nhật phun hợp như này nha anh chị đây cái này là hàng mình có thể tặng qua được tại vì nó mới full hợp luôn này rất là đẹp luôn anh chị nào mà đang cần tìm một cái nồi lẩu để tết này mình xài nè mình để ý ngay cái nồi này đi người ta thiết kế cái mẫu này là à, em nghĩ là để nó chuyên dùng nấu lẩu luôn á tại vì thứ nhất là cái chiều cao của nó không quá cao và nó lại cái nắp bằng thủy tinh nữa nó rất là thích hợp để mình nấu lẩu nha cái này là do em quay cái gốc nó to hơn để những cái món hàng to mình có thể nhìn được hết nhưng mà cái nồi ngoài nó to lắm nha anh chị nó không nhỏ đâu nha nó to lắm thoại em đo kích thước để anh chị mình hình dung ha nồi đồng đỏ của nhật bản siêu xịn luôn và nó còn mới full như này ha chưa qua sử dụng gì hết đó và nó có dập vân búa ở đây quá xịn luôn anh chị ha có nhiều anh chị rất là thích săn những cái hàng mà văn búa như này là mình làm bộ sưu tập luôn đó à, em có một anh khách đó thì ảnh hay thích săn những cái đồ văn búa này nhưng mà nồi thì hôm trước là anh cũng có mua nhiều rồi đó, cho nên là em giới thiệu lên đây cho anh chị xem luôn nó rất là đẹp nha phân búa dòng 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 ở đây hết nè ha và cái nồi này cái phơm này là nấu lẩu là rất là thích hợp luôn nha anh chị cái miệng của nó là đường kính là được 23.5 cm nhưng mà nó sẽ bầu ở, chỗ này này chỗ này nó bầu lên cho nên là em nghĩ là nó sẽ được tầm khoảng 25 đến 26 cm luôn nếu mà đo phía bên trong đó nha à, nồi đồng thì mình không xài được bếp từ rồi mình phải xài những cái bếp điện hay là bếp ga đâu đó chứ không xài được bếp từ nó anh chị thấy không có tì vết gì hết nha không trầy, không lỗi, không gì hết. À, cán thì chỗ này là bằng đồng và chỗ này thì bằng gỗ. Quá trời đẹp luôn. Đó, phía bên trong thì người ta mọ, mạ một cái lớp bạc để khi mà mình nấu ăn cho nó cái màu như này thôi. Cái này không phải là mạ đồng nha, mà là nó là đồng đỏ nguyên chất nha anh chị, không phải là mạ ha. Đó, rất là xuất sắc luôn. Rồi cái nắp thì là nắp thủy tinh. Siêu dày. Đó, cái hiệu Nored này em nghĩ là người ta chuyên sản xuất những cái nắp thủy tinh cho những cái thương hiệu nồi lớn đó. Đây nó còn phun cái tác như này ha. Những cái nắp này thì nó dày, nó xài được bền và nó chịu nhiệt tốt. Cho nên là anh chị xài mình yên tâm. Nắp này là nó dày giống như là những cái nắp của cái nồi men mà em hay bán á. Nó dày và nó nặng như vậy đó. Tổng thể cái nồi rất đẹp luôn. Một chiếc nồi mà nếu mà anh chị mình đang cần tìm nồi lẩu để mình nấu trong dịp Tết này thì rất là phù hợp ha. Và thường các anh các chú lớn tuổi thì sẽ thích à, xài đồ đồng hoặc là đồ mà bạc mà vàng rất là nhiều tại vì nó tốt cho sức khỏe của mình ha đây cái đúng rồi nó được 26 cm nè anh chị đó cái thông số của nó nè và dung tích được 4 lít lận độ dày của nó là 0.5 mm là nó cũng khá là dày nha anh chị không có mỏng đâu bởi vì mình cầm lên mình thấy nó nặng tay lắm 0.5mm nè, 4 lít và 26cm ha Hàng nội địa nhật luôn Đây là cái thông số của nó đẹp xuất sắc nha và lưu ý là không xài được bếp từ nha anh chị à, nồi này em bán với giá là 1950 mình giúp em mã là nồi lẩu đồng nha 1950 cái nồi lẩu này thì cái giá của nó là sẽ nhỉnh hơn so với những cái nồi đồng hôm trước giờ em bán à, cho nên là à, dĩ nhiên là nó cũng phải tỷ lệ thuận với cái độ đẹp và cái độ xịn của nó rồi nó anh chị ha nếu mà anh chị nào có mua đầu đồ đồng của em thì thấy lúc trước là em bán những cái nồi thường là khoảng một triệu tám một triệu tám năm mươi rồi ha à, riêng cái nồi này là 1950 thì dĩ nhiên là phải nó nhỉnh hơn về cái chất lượng chút xíu nó đẹp hơn nhiều rất là đẹp luôn đó anh chị nồi nồi địa nhật nha cực kỳ xịn luôn 1950 và mình chốt với em mã là nồi lẩu đồng đó. À, em giới thiệu lại cái đồng hồ này, cái đồng hồ của thương hiệu Seiko rất là đẹp luôn, nhưng mà à, lâu rồi vẫn chưa tìm được người mà ưng ý nó ha. em giới thiệu lại đây, hy vọng là sẽ tìm được à, chủ nhân cho cái đồng hồ này. một cái thiết kế rất là vintage cổ kính, à, người ta làm một cái hộp à, hình hộp như này. À, người ta sơn cái này là làm cho nó giả cổ nha anh chị chứ không phải nó bị bay màu đâu. cái phần này á, là nó giả cổ. À, cái đồng hồ này nó có bị bay màu ở cái chỗ cái viền tròn này nè cái viền tròn này em nghĩ là trước đây nó sẽ là cái um, mạ vàng nhưng mà sau đó người ta để trưng bày đó thì nó sẽ bị oxy hóa cái lớp mạ này ra. À, anh chị mình về mình có thể uh, lau chùi sơn ngang cái là nó bóng đẹp liền thôi, không có vấn đề gì hết, không lỗi gì hết. và đồng hồ đã test, uh, đồng hồ chạy. À, xịn em anh chị ha à, Transitor uh, Seiko hàng nội địa nhật chỉ là bên người ta dập dưới này một cái chiếc đồng hồ này là giá của nó là 10.000 Yên đó anh chị ừ. cái trên này thì nó là gỗ nè ở cái phần ngang này là gỗ nè còn cái này là à, giống như là nhựa giả gỗ vậy đó anh chị cái viền này cũng là nhựa luôn nha chứ không phải bằng đồng rồi cái máy của nó đây ở phía sau ha à, cũng khá là đẹp không không có không có phải là cái kiểu là thiết kế mới mà là nó là cái kiểu cổ điển để mình trưng bày nha các anh chị nào mình mở quán cà phê để mình trưng bày hoặc là mình thích cái phong cách này thì sẽ rất là thích cái đồng hồ này ở phía trong này nè ở phía trong cái lò xo của cái máy á, thì nó nhìn nó hơi xét nha nhưng mà khi mà em để pin vô á thì nó vẫn chạy bình thường nên anh chị yên tâm nào, hoặc là nếu mình kỹ hơn thì mình về mình vệ sinh này dùm em còn không thì mình vẫn để pin mình chạy thôi. Đó mình sử dụng một cái pin tầm trung như này nha anh chị 1.5V Rồi máy đồ bên trong đó là xịn của nó hết nha Chứ em không có à, binh biến đổi máy gì đâu Anh chị yên tâm khi mua đồng hồ bên em nha Hoặc là mua tất cả mọi thứ bên em thì không có thay đổi cái gì hết à, Hàng của nó full vậy sao là em bán y vậy thôi Cái kích thước của nó là được 27 à, Nhân với lại 18.5 Và cái bảng của nó là 9 9cm đó đó. cực kỳ đẹp luôn nha anh chị và cái kim nè anh chị nhìn nè cái phần mặt bên trong không phải là nó cũ đâu mà người ta làm cái kiểu tại vì người ta thiết kế cái này cổ điển mà người ta làm cái màu nó mờ mờ như vậy á chứ không phải là cũ nha anh chị và cái kim á thì màu vàng rất là sáng bóng luôn ha đồng hồ là chạy tốt à, bề mặt á thì không có trầy xước gì hết cái màu thì là cái màu gỗ đậm rất là đẹp. Anh chị trưng bày ở trên bàn hay là ở trên tủ hay là trong quán cà phê gì đó cũng rất là đẹp nha. Rồi anh chị nào thích thì mình chốt với em mã là đồng hồ, giá là 1550 Đồng hồ 1550 550 Thật ra cái đồng hồ này là trước đây em bán là 1850 lần đó, nhưng mà à, lịch sử của nó là có một cái anh khách ảnh à, thích, ảnh chốt xong rồi cái ảnh đặt cọc cho em, đã có cọc luôn. Rồi em gửi đang đi trên đường thì ảnh à, hủy cọc, ảnh không nhận. À, cho nên là em lấy cái tiền cọc đó em giảm đồng hồ xuống, giảm giá xuống cho khách tiếp theo anh chị ha. Đó. Rồi, rất là đẹp luôn. Hy vọng là hôm nay sẽ có anh chị nào đó thích cái đồng hồ này ha. Mình chốt cho em mã là đồng hồ 1550. Rất xịn. Rồi, à, tiếp theo là em sẽ có một cái nồi chiên. Nồi chiên này đẹp lắm nha anh chị. À, tuy nhiên là nó không không có xài được bếp từ thôi size của nó là size 21 cm này rất là đẹp luôn. cái kiểu này nó cũng cổ điển. Đó. các chị mà mình yêu bếp ha, mình, mình thích trang trí nhà bếp của mình đó thì mình gặp những cái món hàng này mình sẽ cực kỳ thích luôn. không bỏ qua được đâu những cái món này nó rất là độc lạ và nếu mà anh chị mua rồi thì chỉ có mình mình có mấy này thôi không ai có nữa ha. người ta sẽ có mẫu khác. cái này là thương hiệu nội địa nhật luôn. Và dung tích của nó được là 2 lít và cái À, kích thước đường kính của nó được 21cm Cái chiều dày Cái độ dày thành của nó là 1.2mm Thường những cái nồi chiên Người ta sẽ làm cái thành nó dày đó anh chị Tại vì khi mà mình à, chiên á mình bắt lên bếp mình chiên phải không? Mình bắt lửa lớn xong cho dầu nó sôi rồi mình mới hạ lửa nhỏ xuống. Thì khi mà cái nồi mình nó dày bằng những chất liệu dày thì nó sẽ giữ được cái nhiệt độ và cái dầu của mình nó sẽ không có bị tăng giảm nhiệt độ đột ngột. À, cái cái độ nóng của nó nó cứ giữ âm Mỹ âm Mỹ vậy đó. Thì thức ăn của mình nó sẽ chín đều, nó giòn rồi đó, vân vân. Thì đó là cái mục đích của người ta làm những cái nồi chiên thường nó sẽ dày hơn so với những cái nồi mình nấu thông thường. Nồi mình nấu thông thường thì mình sẽ làm nó mỏng hơn để mà nó nhanh sôi. Mình nấu nước bình thường thì nó nhanh sôi rồi là chín rồi, còn chiên thì đặc thù của công việc nó khác. Đây anh chị ha, mà cái nồi này thiết kế rất là hay luôn, đẹp lắm, nhỏ xíu mà, mà thấy cưng lắm anh chị. Đó, nó không có nắp nha, không phải là mất nắp mà là thiết kế nó không có nắp. Đó, rất là đẹp ha, cái màu đó, hình giống như là một cái chế bí vậy đó. Cực kỳ đẹp luôn và người ta sơn một cái lớp màu đen lên Cái vết này là là do mình kéo ra kéo vô Nó bị trầy nhẹ ở đây thôi nha anh chị Không đáng kể ha Và lưu ý là cái này mình không có xài được bếp từ Nó bị lõm như này không xài được bếp từ nha Cán thì nó cũng bằng sắt luôn Đẹp lắm à, Cái này người ta thiết kế nhỏ nhưng mà cái độ cao nó cao lên Để khi mà mình để dầu vô Thì mình chiên được cái thực phẩm của mình nó ngập dầu Cái đường kính miệng của nó là được 10 đường kính miệng người ta có ôm vô nha là được 17.5 nhưng mà cái đường kính phần bo bự ra như này nè là được 21 hai bên này nó bự ra nè ở đây nó có một cái chỗ rót dầu luôn nói chung là cái nồi này nó dễ thương lắm nó độc lạ nó sẽ không đụng hàng với ai đâu nếu mà chị nào thích thì mình thấy à, lấy cái nồi này ha mình chốt giùm em cái mã là nồi chiên nồi chiên giá 700 ngàn nha nồi chiên 700 rất là độc lạ nha anh chị nó là dạng nó cũng không phải là cái thiết kế mới anh chị, thiết kế nó là kiểu cổ cổ hả rất là đẹp Rồi, nồi chiên giá 700 nghìn ha à, Em có đây, một cái bình của, em sẽ so sánh hai cái bình này cho anh chị xem ha Một cái bình của thương hiệu Con Voi, trăm uh, sáu 360ml đó. Bình này cũng là bình lưỡng tính luôn nè Uh, made in Thái Lan này và một cái chiếc bình uh, DCM brand, DCM brand này thì là một cái thương hiệu cũng khá là lớn ở Nhật Bản nhưng mà nó không phải là thương hiệu quá cao cấp đó là cái dòng trung bình đến bình dân uh, và họ bán uh, họ bán nhiều ở những cái siêu thị Nhật rồi đó là DCM này. Nó giống như một số cái cửa hàng mà à, Nhật ở Việt Nam mình đó anh chị, nó tương đương như vậy đó, cái mức độ mà cái giá cả của nó nó sẽ tương đương như vậy. Thì cái DCM Ren này thì nó là một cái thương hiệu bình dân ở Nhật anh chị ha. Và riêng cái này thì nó được sản xuất tại đâu đây? Em nghĩ là China quá. Nào made in đâu. Rồi à, tí em xem tới cái này ha, em giới thiệu lại cái của Joji Rucci đi thương hiệu con voi rất là đình đám nha và ở kênh của em thì cũng bán khá là nhiều của cái thương hiệu này nồi men này bình thủy này bình giữ nhiệt hộp cơm vân vân họ sản xuất rất là nhiều sản phẩm và cái sản phẩm nào nó cũng chất lượng cho nên là rất là được người tiêu dùng người ta thích người ta tin chọn cái bình này thì là hàng của nhật nhưng mà được sản xuất tại thái lan nó hôm trước thì em bán cái bình to hơn chút thì nó đã sản xuất tại Malaysia rồi có của sản xuất tại Trung Quốc nữa riêng cái này thì sản xuất ở Thái Lan ha và ở Việt Nam mình nó thì nếu mà anh chị mua những cái hàng mới này á thì ở những cái trang thương mại điện tử lớn người ta cũng có bán một số shop lớn người ta cũng có bán nữa và người ta cũng sẽ bán những cái um, sản phẩm mà được sản xuất ở Thái Lan là nhiều ở Thái Lan là người ta sẽ bán ở Việt Nam mình nhiều đó tại vì cái giá thành của nó sẽ phù hợp hơn so với túi tiền của mình ở đây cho nên là người ta đem mang cái những cái sản phẩm này người ta bán anh chị ha. Jojirocy thì nó sẽ có hàng nội địa nhật à, nhưng mà những cái đồ mà bình à, giữ nhiệt hay bình thủy vậy nè những cái đồ mà nội địa nhật thì thường đó là những cái mẫu cũ rồi. À, cho nên là mình phải săn lâu lắm mới có còn những cái mẫu mới ra mới 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 như này thì à, phần là ở nước thứ ba. Ở riêng cái này là made in Thái Lan này, mã của nó là SM gạch NA36 gạch BA và dung tích của nó là 360 ml. Cái này là cái miếng giấy người ta dán nha anh chị, mình giờ mình lột ra ha chứ không phải là cái màu của nó trắng đen vậy. Màu của nó là full là màu đen. Cái này người ta thiết kế cái miệng cổ điển như này. Đó, để khi mà anh chị à, sử dụng mình mang đi làm, đi học rồi đó à, Mình để nước đá hay là để thức uống à, nóng lạnh đầu vô đó Tại này giữ được nóng lạnh mà Thì mình à, mở ra nó dễ dàng hơn Và khi mình vệ sinh đó, thì nó cũng dễ hơn đó, Ở đây người ta bo rất là tròn để mình uống trực tiếp đây luôn cũng được Dung tích nó chỉ có 360ml thôi Cho nên là nó nhỏ gọn Mình bỏ vô trong túi sách rất là tiện ha Và cái nó ăn điểm là ở chỗ cái ron này nè Nó giữ được nhiệt tốt à, Thương hiệu Con Voi thì nó giữ nhiệt là rất là đỉnh rồi nó cũng ngang tầm với lại Thermos hay Tiger vậy đó anh chị, nó giữ nhiệt rất là tốt luôn. Dung tích thì được 360 ml và cái kích thước của nó là chiều cao lên là được 17 cm và đường kính của nó là tầm khoảng 6 cm. Màu đen rất là đẹp ha, nam nữ đều xài được luôn. Cái bình này thì giá của nó là 480 000 ngàn Mình chốt giúp em mã là giữ nhiệt con voi nha, giữ nhiệt con voi là 480 000 ngàn giá của thương hiệu này không rẻ đâu anh chị anh chị mua mới thì một cái bình tầm này thì người ta cũng bán ở trên shopee hay lazada gì đó là cũng khoảng tám chín trăm một cái nha không có rẻ nha anh chị tại vì nó chất lượng mà nó là thương hiệu lớn nó không thể nào bán rẻ hơn được jerusi à, ha bốn trăm tám mươi còn nếu mà anh chị nào mà không có thích xài nó quá trời đắt tiền như vậy thì mình có thể để ý qua cái bình này à, cái bình này là của dcm đó Như em có nói là một cái thương hiệu tầm trung à, Người ta sẽ sản xuất những cái sản phẩm Nó trung bình hơn so với cái Rossi Cái thương hiệu người ta nó không đắt tiền như vậy đó. Cái bình này thì nó nhỏ hơn chút dung tích của nó là 350ml Made in China ha đó. Nó cũng là Made in China nha Nhưng mà nó là thương hiệu của Nhật nha anh chị Mình đừng thấy chữ China rồi mình, mình nói là nó không phải hàng xịn nha Hàng cũng rất là xịn sò luôn Và cái này thì nó nhỏ xíu nha rất là thấy cưng ha, cũng là màu màu đen nhưng mà nó ánh tím. Nó ánh màu tím rất là nhẹ luôn, cho nên là các anh vẫn xài được của tư nhà, đừng nghĩ là màu tím mình xài không được. Tại vì nó làm rất là đồng. Rồi size của nó là được uh, 17.5 này và đường kính là tầm khoảng được 6 cm. À, cái phần nắp này thì nó như này, mình bật lên. Sao ta. Để em coi bật cái này coi. anh xem bên trong trước đi à tức là phải gắn cái ron này vô nữa nè bởi vì em bật chưa lên được ha mình gắn cái ron này vô rồi sao mình bật cái này lên và mình uống trực tiếp chỗ này đó cái lắp giữ nhiệt bên trong này nó cũng y như cái kia và cái nắp này nó cũng to cái phần này nó cũng to mình vệ sinh nó rất là dễ dàng và nhỏ gọn như này thôi rồi khi mình sử dụng thì mình bật cái nắp này lên để mình uh, sử dụng uống thôi đây đó Rót, rót cái này ra cũng được Rồi mình uống trực tiếp bằng cái này cũng được nha anh chị để lại Khóa lại Và những cái sản phẩm này á mình Khi mà mình xài thì mình không có sợ Anh bỏ vô vỏ sách hay gì đó Rồi mình bị đổ nước đâu Những cái ron này nó giữ rất là chắc nha Mình không có sợ nó bị rỉ nước ra ngoài Cho nên là mình rất là yên tâm he Và cái lớp giữ nhiệt nó cũng rất là ổn Cho nên là giữ nhiệt được thời gian nó lâu Và nó lại không có nguy hại đến sức khỏe của mình uh, Made in China uh, Mã của nó là H17 gạch KM01. Đó. em đọc những cái mã này là để anh chị khi mà mình xem xong á, mình có thể tham khảo ở trên mạng để mình xem được cái này là đúng hàng giống như em nói không hay là cái giá của nó là bao nhiêu để mà mình uh, tự tin khi mà mình đặt mua hàng anh chị ha. Rồi, cái DCM này thì em bán cho mình với giá là 350 000 nha. 350 000 Hàng cũng là một cái thương hiệu rất là nổi tiếng của Nhật nha. Chứ không phải là hàng Trung Quốc ha và nó được sản xuất tại Trung Quốc. 350.000 một cái bình mà hàng khuyến mãi mà ở trên mạng người ta nói là hẹn Thái Lan đó nhà anh chị cũng hay thấy một lúc trước là nó có hay rộ lên đó là mình có ly giữ nhiệt của Thái đó nếu mà hàng givõm thu nha không phải thái thật đó, thì người ta cũng bán là hai trăm mấy một cái rồi đó, cho nên là nếu mà anh chị nào mình thích xài đầu nhật thì mình có thể xài thử hai cái bình này ha rồi em có một cái cái này gọi là cái bình bình đá đi cái bình đá của thương hiệu này cái thương hiệu mà mình rất là hay gặp luôn nè cái con công nè à, junior quá em không biết là cái hiệu cái này phải cái hiệu cái này không nhưng mà thương hiệu này mình gặp hoài luôn và cái em có bán cái thương hiệu này rồi là ở cái nồi đó anh chị đó đó thương hiệu rất là nổi tiếng của nhật bản nha nhưng mà không biết phải là tên junior không mã của nó là ing gạch ba này cái này là một cái bình để đựng đá dung tích là 2 lít 8 Bình này nó còn hay hơn cái bình đá hôm trước nữa Cái xô đá hôm trước đó thì là nó chỉ là cái xô đá thôi ha Còn cái bình này nó xuất sắc lắm nè Mới phun như này nha anh chị Còn cả cái cuốn hướng dẫn nữa nè Và cái này nó là hàng nội địa nhật Nguyên cái này nó hàng nội địa nhật ha Made in Japan ở đây Nó còn cái tác ở đây nè à, Dung tích là được 2 lít 8 Đó khả năng giữ nhiệt này là nó sẽ phần cái này thì mình ứng dụng để mình giữ giữ đá hoặc là giữ nóng vẫn được nhưng mà khả năng giữ nóng nó không cao lắm nha khả năng giữ nóng nó không cao uh, lắm đâu tại vì nó to và nó có cái vòi này nữa thì cái cái khả năng giữ nó sẽ bị giảm khi mà nó có cái vòi này nha anh chị giống như là hôm trước em có bán một cái bình thủy cái loại bình thủy mà nó có cái vòi nước á, thì nó sẽ không phải là chuyên để mình giữ nóng thiệt nóng nguyên ngày đâu và cái độ nóng nó sẽ giảm từ 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 và nó giảm nhanh hơn so với cái bình mà nó không có cái vòi cho nên nó chỉ thích hợp để mà anh chị mình pha trà mình uống nước mát hay gì đó mình pha thẳng vô trong đó luôn thì cái độ nóng nó giữ cho mình nguyên ngày nó vẫn còn cái độ nóng thôi chứ để mình pha cà phê hay gì đó mình xài cái loại bình thủy đó thì nó không phù hợp cho nên là có một anh hỏi em tại sao mà có một ngày thôi mà nước nó nguội nhiều quá? Là tại vì cái đặc thù của cái bình đó chứ không phải là cái bình nó bị lỗi nha anh chị. Nó giống như cái này vậy đó, nó vẫn giữ được nóng này nhưng mà nó không giữ được nhiều. Đó, sau 6 tiếng thì nhiệt độ nó tầm khoảng được 50 độ C thôi. Còn giữ lạnh thì nó cao hơn, sau 6 tiếng nó nó được khoảng 15 độ C. Từ từ 1 2 độ thì nó còn 15 độ. À, về cái kết cấu của cái này thì nó nhỏ gọn như này nha nhỏ gọn thôi nhưng mà cũng không phải là nhỏ xíu đâu kích thước của nó là được 20 đường kính nè và chiều cao lên là được khoảng tầm tính luôn cái phần chân đi ha là được 23 đó anh chị rất là đẹp cái này mà anh chị có tiệc tùng gì á mình để trên bàn mình đựng nước đá trong đây ha hoặc là mình để bia vô trong này luôn bỏ đá và bỏ bia vô luôn rồi mình rót rồi mình uống cũng được hoặc là mình sử dụng hàng ngày mình để nước cũng được nha anh chị Thiết kế rất là đẹp. Cái phần khung viền này nè, này nó bằng kim loại, cái này thì bằng nhựa. Phần viền này thì bằng kim loại nè. Và cái lớp uh, giữ nhiệt bên trong. Anh chị nhìn cái là thích liền. Đó. Đó cái lớp giữ nhiệt bên trong này. Đó. Rất là xịn ha. Bởi vậy cho nên là tại sao mà um, nó giữ nhiệt được tốt. Tại vì nó rất là xịn luôn Mình xài những cái loại này nè Mình không có sợ mà mình xài và Vài tháng một năm gì đó Rồi nó bị ra ten, nó bị vàng Rồi nó bị uh, uh, ra cái tạp chất Để mình bệnh đâu Anh chị yên tâm mình xài nha Rồi, thiết kế rất là dễ thương Và rất là sang trọng luôn à, Cái này thì người ta còn cái tác giá ở đây nè Người ta bán 4.000 Yên Ở bên Nhật nha anh chị Giá mới của nó là 4.000 Yên Và ở đây thì em bán cái giá nó cũng tương đương luôn đó, tại vì cái những cái này nó độc đáo lắm. À, em bán cho mình cái giá là 850 000 ha. Đây. 850, Chốt giúp em mã là bình đá nha, bình đá giá 850 000 Đẹp anh chị ha. Và cái dập hiệu ngay đây luôn. Dưới đá thì made in Japan đó vân vân đầy đủ ha. 850, Chốt giúp em mã là bình đá. Full hộp nha. Rất là xịn, cái bình này xịn lắm. Anh chị nào mà thích những cái mẫu mà lạ lạ như này thì mình hãy nên chốt cái này nha. Rồi em có hai cái ly hai cái ly bằng sứ này Anh chị nào có đang cần tặng quà không Hay là cần xài thì mình có thể mua ha à, Cái này em bán một trăm rưỡi một cái thôi Rất là rẻ hơn so với trong siêu thị nhiều lắm Và hàng của Nhật Bản nha Hàng Nhật Made in China Rồi Cái này thì nó đơn giản lắm nó size của nó là được 9cm Đường kính nó là 8 8cm này mình cầm ha. hoặc là anh chị mình mua xài đôi cũng được tại vì em có được hai cái mình mua làm quà tặng nhau cũng rất là hay và cái thiết kế này cũng đẹp lắm đó. để mình cầm trong văn phòng hay là đi học đi làm hay ở nhà gì đó mình uống nước gì đó anh chị ha một trăm rưỡi một cái nha em có hai cái mình cho với em ảnh là ly xứ nha rất là rẻ rồi ly xứ và cái mẫu đó thì dĩ nhiên là ở ngoài người ta không có bán cái hình đó đâu cho nên là mình mua nó cũng hay hay lạ lạ rồi tiếp theo là em sẽ có vài cái sản phẩm túi sách cho anh chị ha Đây đầu tiên Cái combo này rất là hay luôn Nhưng mà hôm trước em giới thiệu hình như là chưa chưa có ai thích Dạng như là cái này mình để siêu tầm thôi Cho nên là anh chị mình mình chưa có thích lắm á Cho nên hôm nay em bán rẻ lắm luôn Cho anh chị nào mình mua về để mình ứng dụng mình xài cái gì đó cũng được nha à, Cái này đó là dùng để người ta để cái con dấu uh, cá nhân của người Nhật ở người nhật thì người ta có một cái văn hóa gọi là Henko hanko là người ta sử dụng cái uh, ngoại trừ ký tên giống như mình ở đây thì người ta mỗi người, người ta sẽ có một cái con dấu cá nhân người ta đóng cái thông tin cá nhân của người ta lên nhỏ nhỏ vậy đó nhỏ nhỏ giống như là mình thấy ở dưới những cái uh, con chuyện nhỏ nhỏ vậy đó anh chị à, ký tên xong đóng lên đó là một cái nét văn hóa ngày xưa tới giờ của người ta luôn à, nó gọi là hanko anh chị he và cái hộp này nè dùng để người ta đựng cái con dấu Đó, dùng ta đựng bỏ cái con dấu nhỏ nhỏ đây nè rồi ở đây là mực để người ta à, chậm vô đây rồi sẽ ta đóng vô trong cái giấy tờ nó nó chỉ là một cái hộp để đựng con dấu thôi em có hai cái như này à, một cái thì nó bằng nhựa này nha này là hàng qua sử dụng rồi mà người ta lấy con dấu ra rồi một cái bằng nhựa một cái là người ta bọc cái da cá sấu gù như này cũng khá là đẹp nha anh chị chú bác mình về mình có thể ứng dụng để mình đựng uh, trang sức nè hay là mình uh, dạng như mình mua để mình sưu tầm chơi thôi uh, cho nó lạ lạ độc độc trong bộ sưu tập của mình cũng được nó cũng khá là hay ha cái này thì một cái điếu thuốc của mình điếu uh, xì gà gì đó là mình đựng không dừa nó anh chị nó nhỏ thôi à nhỏ xíu à nó cái lớn này thì nó chỉ độ có 9 cm thôi đó cho nên là mình chỉ mua sưu tầm thôi <laughs> đựng trang sức là vân vân và cái theo em tìm hiểu là cái văn hóa Hanko này nè ở bên Nhật á người ta là có hai luồng ý kiến một là những cái người mà hiện đại người ta kỹ thuật số rồi người ta muốn loại bỏ cái 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 vụ mà đóng cái dấu tên cá nhân này đi nó rồi một một bộ phận khác thì người ta lại ủng hộ cái việc giữ cái con dấu cá nhân này giống như là một cái nét văn hóa truyền thống luôn đó thì cho đến hiện tại bây giờ nó vẫn là gây tranh cãi đó, anh chị ở bên người Nhật người ta có nhiều cái loại nó khác mình những cái nó, rất là khác so với mình anh chị ha hay hay lắm luôn mình tìm hiểu càng tìm hiểu càng thấy họ rất là đặc biệt rồi cái combo này thì em chỉ bán giá là 200 ngàn thôi nha anh chị nào có thích mình sưu tầm thì mình chốt với em mãi là combo mini giá 200 ngàn ha rồi thêm hai cái loại này cái này là của thương hiệu be Cardin đó cái túi này cái ví này là dùng để mình đựng móc khóa như này nè anh chị gắn móc khóa vô đây em nghĩ là chắc các anh các chú là sẽ có xài cái này rồi có biết xài cái này rồi à, có từng xài ha cái bên này thì nó có hai cái ngăn nhỏ mình có thể để thẻ cạc đồ đó được anh chị hay hoặc là tiền thì mình gấp nhỏ nhỏ mình để vô cũng được nhưng mà cái này chủ yếu của nó là dùng để móc khóa như này đó em có hai cái của thương hiệu bia cạc đen bia cạc này là một cái thương hiệu khá là nổi tiếng Uh, thế giới luôn và cái người uh, cái nhà thiết kế và cũng là cha đẻ của cái thương hiệu này là một người Pháp nhưng mà họ ổng uh, thiết kế, ổng thành lập cái thương hiệu này ở Ý anh chị nhưng mà uh, quốc tịch là ở Pháp nó giống như là hai quốc tịch gì đó. Và ở Việt Nam mình thì có một cái thương hiệu mà người ta phân phối độc quyền cái sản phẩm bia Cactdin này đó là An Phước đó. Cho nên là khi mà anh chị search cái website của An Phước thì mình sẽ thấy những cái sản phẩm của bia Cactdin và cái giá của nó cực kỳ cao luôn. Tại đó là một cái thương hiệu cao cấp của thế giới chứ không phải là thương hiệu bình thường nha anh chị. À cái mẫu cái ví này nè mẫu ví mà đựng móc khóa này thôi đó là tùy từng dòng ha và cái dòng rẻ nhất của nó là rơi vào khoảng tầm một triệu bảy một triệu tám một cái à, còn nếu cao cấp hơn nữa nó đẹp hơn nữa thiết kế nó thời trang hơn chút xíu nữa thì nó tầm khoảng hai triệu tư hai triệu rưỡi đó anh chị cái em đang cầm trên tay á là à, còn mới nguyên cái tác này luôn nè Nó là full da bò ha Và ở trong này thì mấy cái khóa này nó vàng ươm luôn 1, 2, 3, 4 cái Nó còn cả cái tác này Bia cạc ở đây nha rồi à, và một cái thứ hai cái màu này thì em nghĩ là chắc các chú sẽ thích nè nó nhu nó đậm hơn một cái thứ hai thì có vẻ nó thời trang hơn cái màu nó nâu đỏ và ở ngoài đây nó có cái hiệu này em chỉ có hai cái thôi nha à, bên đây thì có một chút xíu ngăn kéo đây nữa bia cạc Điên người ta nhập ở đây cái này thì nó nhiều cái móc khóa hơn Hình như được một hai ba bốn năm sáu cái ở đây thì mình cũng y như vậy mình có thể để đồ cái này thì lót vải còn cái này thì nó lót da luôn anh chị đó hai cái này thì em bán với giá là 450.000 một cái nha mình cho em mã là ví móc khóa cái số 1 là cái này cái số 1 là cái mềm này nha rất là đẹp luôn đó cái số 1 đây ví móc khóa số 1 là 450 còn cái này là ví móc khóa số 2 là cũng giá đồng giá luôn 450.000 à ừ. 50.000 ha. À, mục đích của cái việc sản xuất ra cái này là để khi nào mà anh chị à, à, mình à, bỏ chìa khóa đồ đó ở trong cái cái túi của mình thì à, nếu mà mình không không có những cái này thì mình có nhiều cái chìa khóa mà thì nó sẽ rơi rớt hay mình khó tìm. Thứ hai nữa là mình không có cái này bảo vệ lại thì à, nó sẽ bị chày, bị cấn những cái sản phẩm khác hoặc là những cái bên trong của cái túi của mình. Đó thì cái mục đích của cái này là như vậy. Và một cái thông tin nữa đó là cái ông Pierre Cardin này nè. Ông à, cái người thiết kế này ông ấy đã mất vào năm 2020 luôn rồi đó anh chị cho nên là à, mình cũng khá là tiếc ha bây giờ mình cầm cái thương hiệu này trên tay nhưng mà cái cha đẻ của nó thì mất rồi đó. bia cạc đin rất là xịn luôn chất da bò hết nha anh chị hai cái đều là da bò thật hết mỗi cái bốn trăm rưỡi cái số một và cái số hai anh chị ha rồi tiếp theo là em có một cái chiếc này à, cái này nó nhỏ xíu à, nó dễ thương lắm và nam nữ đều xài được. Cái màu này thì nó cũng dễ xài, không có bị kén nó unisex anh chị ha. Ở ngoài đây người ta ghi chữ là men lớp này. Men lớp nhưng mà nữ mình xài được nha. Rồi cái khóa là khóa IKKA, chất là da bò hạt rất là dày, rất là xịn luôn. Và cái túi này thì được sản xuất tại Nhật Bản nè. Cái tên Japan ở đây ha, nó có một cái tem sản xuất tại Nhật ở đây. Ở bên trong của nó là à, lót sạch đẹp hết luôn. Nó được hai ngăn, một ngăn lớn, một ngăn nhỏ ha. Bên ngoài được một ngăn nữa. Cái túi này thì nó là mình có thể dùng như một cái chiếc clip cầm tay, một cái ví nhỏ nhỏ cầm tay Hoặc là anh chị có thể đeo vô trong cái thắt lưng như này Đó, cái này đeo vô thắt lưng nè Cái form của nó nhỏ như một chiếc bao tử vậy đó anh chị Nhưng mà mình đeo vô thắt lưng là, là, rất là vừa luôn Sai nó là 20 nhân với lại 13 nhân với 5cm Đó sản xuất nội địa nhật ha và cái mặt da thì nó còn rất là đẹp luôn góc cạnh không trì sờn gì đó độ mới cũng khá là cao đó anh chị độ mới cao ở đây nó có một cái này để mình móc nè ví dụ như anh chị móc vô trong cái túi khác của mình cũng được nè ha có đồ móc khuyên khóa là ykk hết luôn màu cũng cực kỳ đẹp nha phối với màu đen và màu nâu bò cái này á thì nó không có dây gì hết nha chị nó chỉ như này thôi nha và để mình về mình đeo thắt lưng đó. hoặc là mình cầm tay thôi à, anh chị chốt giúp em mã là túi đeo thắt lưng giá 450.000 năm mươi ha bốn năm mươi da vào thật hết và rất là đẹp cái kiểu nó mini dễ xài rất là thời trang ha anh chị đẹp quá góc cạnh nè không trì sờn gì đâu nha Đầu mới cực kỳ cao luôn đó đẹp à lúc nãy anh như là em chưa đo cái kích thước của cái túi móc uh, khóa nè nó sẽ được là 10.5 đó nha anh chị. Nhân với lại 5.5. Tối móc khóa này đẹp lắm anh chị. À, nào mình thích thì mình thể lấy cái này ha. Và giá rất là mềm so với cái giá trị thật của nó rồi. Rồi em có một cái chiếc túi trống mini. Túi này là dùng để du lịch nè các chị hoặc là các anh xài vẫn được và cái điểm đặc biệt của cái túi này là nó là một cái thương hiệu rất là nổi tiếng luôn anh chị nào mà mình thích xài đồng hồ mình thích săn đồng hồ thì chắc chắn mình phải biết cái thương hiệu này đó là thương hiệu longin longin này là một cái thương hiệu đồng hồ rất là xa xỉ của mà anh chị thường hay săn tìm ha và một cái chiếc đồng hồ của nó Uh, là nó tầm khoảng uh, đồng hồ nữ thôi nha để em sạch thì nó tầm khoảng hai mươi mấy triệu một chiếc đó anh chị rất là đắt nha đó và một cái chiếc túi này là của thương hiệu này luôn uh, Longin ha nó là full da bò và nó là màu nâu nó là dạng sách tay như này thôi anh chị không có dây đeo không có chỗ để quấn quay đeo nha uh, sách tay và cái phơm này nó nhỏ gọn để mình đừng có thể khoảng tầm hai bộ đồ mình đi du lịch ngắn ngày đi công tác hay là mình đi tập gì đó thì rất là vừa luôn và nó rất là đẹp Size của nó là được 31 cm nhân với lại à, 20 cm. À, cái đáy là được 11 cm. Cái này là bên ngoài là full da bò hết, dây là da bò luôn. À, quen khoen khóa là màu vàng dập hiệu hết anh chị, rất là đẹp nha. Phía bên trong. Bên trong là sạch đẹp hết. À, cái này nó có một chút xíu lỗi ở cái phần lót này. Nó lát này khi người ta bật ra bật vô thì nó có một cái số vết răng trầy nhẹ thôi. Không có rách nha. Nhưng nó có trầy nhẹ bên trong. Chỉ bên trong thôi. Bên ngoài mặt da thì rất ổn. À, đã qua sử dụng độ mới thì tầm khoảng 82-85%. Và Long Jean người ta có cái tác hiệu ở đây. Rất là xịn nha anh chị. Thương hiệu này cực kỳ xịn luôn á. Squid Matte á. Một cái ngăn nhỏ bên trong ha. Đẹp lắm luôn. Cái này đẹp nhưng mà chỉ có phần lỗi nó hơi nhỏ xíu ở đây thôi Không có rách lỗi gì đâu Em chị xài nó cũng không có dính ra quần áo gì hết á Mình cứ yên tâm mà xài nha Cái phơm như này Cái màu nó là màu da bò Thương hiệu đắt đỏ anh chị ha Cái này thì mình chốt giùm em cái mã là à, du lịch trống Do nó có lỗi đó Nên em bán chỉ có 600 000 thôi Mình chốt giúp, giúp em mã là du lịch trống nha 600 xuất sắc quá cái này các chị xài cũng rất đẹp nè các anh xài vẫn được nha tại cái màu của nó là dễ xài lắm không có kén đâu rồi à, cái sản phẩm cuối cùng mà cũng là cái siêu phẩm trong ngày hôm nay thì em muốn giới thiệu đến anh chị một cái à, à, cái loại da này và em cũng lần đầu gặp luôn em cũng lần đầu mới biết cho nên là em dù nó rất là đắt nhưng mà em cũng à, muốn săn về để giới thiệu cho anh chị đó là cái à, cái clut da kanguru à, của australia anh chị ha. Thương hiệu đó là Casa Blanca, một thương hiệu rất là đắt tiền, đắt đỏ lắm luôn nha anh chị. Một cái chiếc túi của thương hiệu này đang bán trên eBay là khoảng tầm ba mươi mấy triệu một chiếc á, chiếc túi hen hai hen đó anh chị. Rất là đắt luôn ha. Chứ không phải là hàng rẻ đâu. À, và cái này thì cái da của nó là da kangaroo nữa. Nó là một cái chiếc lết cầm tay như này. Ở bên trong thì nó có một cái cái hiệu đây cô sa gì này. đó là cái hiệu chữ này mà người ta viết cái người ta viết hoa lên và ở đây người ta cái chứng nhận da căng guru thật nè made in australia đó anh chị ha da căng guru thì theo em tìm hiểu thì nó là một trong những cái loại da mà nó đạt độ bền cao nhất và độ bền cái độ dẻo dai của nó thì nó gấp 10 lần so với da bò đó anh chị rất là xịn ha nó gấp 10 lần so với da bò luôn và kangaroo thì nó là ở ở nước của người ta đó thì người ta nó là cái động vật một cái loại vật mà biểu tượng cho đất nước luôn nhưng mà có một điều đặc biệt á là giống như ở Việt Nam mình vậy đó giống như con trâu đó là biểu tượng của ở nước mình ha nhưng mà mình vẫn giết thịt vẫn à, lấy thịt đó để mình làm thực phẩm nha và con kangaroo cũng vậy và cái việc ăn thịt kangaroo đó là một cái biện pháp để đất nước người ta bảo vệ môi trường nữa đó anh chị hàng năm đó thì đất nước người ta là phải À, giết thịt là bao nhiêu con kangaroo đó người ta tính toán xem nó sẽ sinh sản bao nhiêu, rồi bắt buộc người ta phải giết thịt bao nhiêu con để bảo vệ môi trường, tại vì nó sinh sản rất là nhiều. Anh chị ha, mình nghe thì mình thấy cái cái mức độ nhân đạo nó hơi ít, nhưng mà thực tế thì đó khi người ta giết thịt xong thì người ta lấy cái cái phần da này người ta làm những cái chiếc túi sách hay là da kangaroo á, thì nó tại vì cái độ bền nó rất là cao luôn nó gấp 10 lần da bò mà cho nên là ở trong ngành thể thao á, những cái đôi giày đá bóng rồi đó ngày xưa thì người ta sẽ làm bằng cái chất liệu da này đó và sau này người ta sẽ lấy những cái này người ta làm những cái roi da trong trường đua ngựa rồi đó vân vân tại vì nó sẽ nhẹ và người ta vác mỏng được nhưng mà nó lại đạt cái độ bền rất là cao luôn đó là cái về cái lịch sử của cái da còn lịch sử của thương hiệu này nó thương hiệu này cũng rất là lớn và họ uh, ở Maroc nên theo em đọc thì nó là ở uh, ở ở Châu Phi đó anh chị nhưng mà hiện nay thì nó phát triển thì nó ở một số cái um, nơi mà uh, thời trang nó phát triển như là ở Ý hay là Australia ở Pháp gì đó người ta cũng có những cái cửa hàng của thương hiệu này và riêng cái chiếc túi này thì nó được sản xuất ở Australia cho nên là cái dòng da nó cũng khá đặc biệt rồi về cái chiếc túi đi Cái kích thước của nó là được 26cm Nhân với lại 18cm này Cái đáy của nó là được 6cm Cái này là mới full luôn Anh chị mua làm quà được nha và khi mình cầm cái túi lên mình thấy nó rất là nhẹ Tại vì cái đặc biệt của cái da kangaroo là nó nhẹ Nhưng mà nó cực kỳ bền luôn, xài Rất là bền luôn ha, độ bền rất là cao À, cái da thì nó là rất đẹp luôn, cái màu của nó là không phải là màu đen tuyền nên chị nó hơi hơi ánh ánh sang xanh xanh nó đó. Đó giống như là cái túi da cá mập ừ, xanh hôm trước em có bán đó, nhưng mà nó đậm hơn một chút, đó, anh chị ha. thật sự là nếu mà nó mình không được nhìn được cái tác này thì em cũng cũng không không thể phân biệt được, không biết được nó là da ru đâu, tại vì lần đầu tiên em mới gặp mà. nhưng mà ở trong đây người ta có cái tác là người ta chứng nhận cái này là hàng da thật của kangaroo nha. Rồi cái phần lót bên trong là lót nhung Nhập hiệu luôn Cực kỳ đẹp Cái túi này rất là VIP luôn nha anh chị Ở đây nó mới full tác như này nha Đó Made in Australia Ở bên trong này người ta ghi là Nó sản xuất 100% da kangaroo thật Rồi đó vân vân Cái này anh chị mua tặng đi rất là hay luôn à, Dĩ nhiên là Chất lượng thì mới đi đôi với cái giá rồi Giá của cái túi này cũng khá là đắt đó anh chị Dành cho các anh chị nào mà mình sưu tầm những cái loại da độc lạ Hoặc là mình mua làm quà tặng nhau à, Và một cái đặc điểm về cái phong thủy của cái da kangaroo nữa Tức là cái con kangaroo này nè Nó chỉ có thể nhảy tiến lên thôi Nó không thể đi lùi được đó anh chị Mới phát hiện ra luôn Tức là con kangaroo người ta lấy làm cái động vật mà à, Biểu tượng của Australia là tại vì nó không có thể đi lùi nó chỉ tiến lên thôi nó không đi lùi được nha anh chị um, cho nên là nếu như mà anh chị nào mình sử dụng cái loại da này thì nó cũng là phong thủy rất là tốt giống như là mình cứ phát triển phát triển vậy thôi mình không có thụt lùi được đó anh chị ha thì cái đó là cái phong thủy thôi anh chị nào mình mình thích thì mình có thể chốt theo phong thủy còn không thì mình chốt theo kiểu mình mua theo kiểu mình sưu tầm da nha anh chị xài bền cực kỳ luôn rồi về giá đi 2 triệu 150 ngàn nha túi kangaroo 2150 nói giới thiệu rất nhiều thì dĩ nhiên là cái giá nó cũng phải rất cao nha anh chị và những cái này thì em đem về sưu tầm để giới thiệu cho anh chị thôi chứ thật sự thì à, lâu lắm nó mới có được một cái như này ha hai triệu một trăm năm mươi nghìn mình làm quà tặng được ha mình chối cho em mã là túi kangaroo và cái này cũng là cái siêu phẩm à, kết thúc cái video ngày hôm nay À, rất là cảm ơn cả nhà đã theo dõi video và nếu mình thích món nào thì mình có thể liên hệ với em để mà mình chốt cái món hàng đó anh chị ha lưu ý là mỗi sản phẩm thì nó chỉ có một cái thôi cho nên là nếu mà có anh chị nào đó chốt trước rồi thì em đã ok với anh chị đó rồi thì em sẽ không có bán lại cho anh chị phía sau dù là mình nói là mình sẽ trả giá cao hơn hay gì đó vân vân thì nếu như mà mình không chốt được ngày hôm nay thì mình có để đợi những cái sản phẩm vào ngày hôm khác anh chị ha à nếu mà anh chị nào mà mới theo dõi video của em lần đầu thì mình có thể à, nhấn đăng ký kênh à để đầu tiên là ủng hộ kênh giúp em thứ hai là nếu mà em có video mới thì mình sẽ được thông báo mình vào mình xem à, mình thích thì mình mua ủng hộ thêm giúp em anh chị ha cảm ơn cả nhà rất là nhiều và hẹn gặp lại cả nhà vào những video vào những ngày tiếp theo bye bye